Xin được thân ái gửi lời chào tất cả quý khán thính giả khắp nơi đến với chương trình Đàm luận Thế sự thuộc hệ thống truyền thông Kali Today. Kính thưa quý vị, sự kiện ở tại Bãi Tư Chính, mặc dù nó đã qua hơn một tuần lễ rồi, nhưng mà cái sự âm ỉ của nó trở thành một câu chuyện rất là lớn ở tại Capitol Hill của Washington DC. Mới đây, tờ báo của Hoa Kỳ đã nói đến là Trung Cộng đã tung một cây gậy nhỏ đối với Việt Nam và liệu rằng cây gậy này nó có thể ảnh hưởng gì đến cái tiền đồ tương lai của đất nước Việt Nam. Và dĩ nhiên, khi nói đến cây gậy nhỏ thì chắc chắn Trung Cộng đã chuẩn bị một cây gậy lớn hơn và to hơn. Thì cái nghĩa của nó có lẽ là cái sự kiện về quân sự cũng như là toàn bộ những cái vấn đề vũ lực trong cái cuộc chiến nếu mà Trung Cộng muốn dùng cái cây gậy thật lớn. Còn những loại tàu như là hải giám hay là những cái tàu cảnh sát biển thì đó có lẽ là Hoa Kỳ muốn ám chỉ đến một cái vấn đề mà Trung Cộng đương xâm chiếm một số các đảo biển mà cái được gọi là chiến đoạn lưỡi bò mà Trung Cộng đã đưa ra cho Liên Hiệp Quốc từ những năm 2012. Thì thật sự từ trước đến nay ai cũng biết rằng biển là của chung của nhân loại và mỗi một quốc gia có một cái giới hạn được gọi là cái vùng kinh tế, cái vùng có thể đánh bắt cá cũng như cái hải lý mà được quy ước theo những cái hiệp ước của toàn thế giới cũng như là Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên đối với Trung Cộng thì họ có những cái tham vọng mà chúng ta có thể nói rằng một cái anh mà nó ngang á, cả làm cái không làm. Cho nên Hoa Kỳ cũng đã nhắc đến cái sự kiện này và để tất cả mọi người cùng hiểu cái ý nghĩa thật sự mà Hoa Kỳ muốn nói đến cái cây gậy nhỏ nó nằm ở cái khía cạnh như thế nào và việc của đất nước Việt Nam đối phó ra sao với cái tình trạng mà người ta dùng cái cây gậy nhỏ này để mà họ lấn áp, họ hù dọa, họ cướp những cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thì liệu rằng Việt Nam phản ứng như thế nào hay là vẫn ngồi đó và nói những lời qua Mỹ, hòa bình hay là trong những cái vấn đề mà tôn trọng, bảo vệ quyền lợi v.v. Cái điều đó thì chúng ta đã nghe mấy chục năm rồi. Tuy nhiên cái điều đó nó có áp dụng trong cái thời đại ngày nay hay không? Khi mà Trung Cộng hùng hùng hổ hổ vẫn tiếp tục gặm nhấm những cái quyền lợi thực tế của đất nước Việt Nam. Thì đó là cái chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn cùng với anh Tổng Giám đốc Hệ thống Truyền thông Truyền hình Kali Today, anh Nguyễn Xuân Nam sẽ bàn đến những việc mà Hoa Kỳ nhắm đến về vấn đề Việt Nam và Trung Cộng trong cái vấn đề Bãi Tư Chính vừa qua. Thì đó là những điều mà hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu cùng tất cả quý vị. Trước hết chúng tôi xin được kính chúc quý vị cùng toàn thể gia quyến tham dự cái chương trình này được an vui. Và xin trân trọng kính chào anh Nguyễn Xuân Nam. Chào giáo sư Nguyễn Dũng. Thưa quý vị, giờ này là tối thứ ba ở tại California. Giờ này trước mặt chúng tôi thì Hương Giang đang ngồi xem cái tường trình về cuộc tranh luận lần đầu tiên của các ứng cử viên đảng Dân Chủ trong chức tổng thống trên đài CNN. Và chúng tôi vừa bỏ cuộc theo dõi đó. Có thể nói rằng một cuộc tranh luận rất là hào hứng và cái tay mà chủ tịch đảng Dân Chủ nói chuyện cũng rất là hay, phải nói tay để nói chuyện hay quá. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng vừa rời bỏ một cái số tin tức liên quan đến cái lời than phiền cảnh cáo của ông Robert Lighthizer đối với Việt Nam về vấn đề cái kim ngạch giữa Mỹ và Việt Nam, lại thêm một lần cảnh báo nữa. Thì không biết là chúng ta sẽ đọc tiếp, trao đổi tiếp, coi thử đằng sau cái lời cảnh báo thứ hai là cái gì sẽ gửi đến quý vị trong thời gian gần đây. Thứ ba nữa là cái tin tức cũng rất là sôi nổi là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ thì hiện nay ông Mnuchin và ông Lighthizer đã có mặt tại Thượng Hải để họp với ông Lưu Y. Nhưng mà tin tức rất là bi quan. Bởi vì theo một cái lời nhắn của Tổng thống Donald Trump á, là phải có thể sau cái bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ
thì may ra cái hiệp ước thương mại mới có thể có được. Thì ông Trump có nói đến đó, mà không phải mới nói đến, mà chúng ta đã nói cách đây một vài tháng rồi, là Trung Cộng đang ngửi thấy cái mùi là ông Trump có thể bị đánh bại trong cuộc bầu cử lần này, cho nên họ không muốn ký hiệp ước với ông Trump trong cái lúc ông Trump còn đang ngồi ghế tổng thống, mà đang dùng biện pháp câu giờ để chờ cái bầu cử tổng thống Hoa Kỳ xong rồi mà họ mới tiến hành cái vấn đề hiệp ước thương mại. Như vậy có nghĩa rằng á, cái câu chuyện từ đây đến cái ngày bầu cử tổng thống ấy, thì coi như có rất là có thể là cái hiệp ước thương mại của Mỹ và Hoa không xong, và như vậy đó thì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ thế giới, Trung Cộng vẫn trong cao đao lẫn quẩn. Chúng ta sẽ tiếp tục quá nhiều tin tức thưa quý vị. Nhưng mà khi mà đọc cái bài mà giáo sư Dũng vừa nói đó, cái tựa đề của nó là Trung Cộng vung cái cây gậy nhỏ ở tại Biển Đông đó, thì hồn vía chúng tôi đã bị cuốn về hướng đó. Tại sao hồn vía mình cuốn về hướng đó? Tại vì là một người Việt trong những bối cảnh chính trị khác nhau, bối cảnh giai đoạn khác nhau, có thể chúng ta không còn trong quê hương, nhưng mà dù đi đâu ở đâu chăng nữa, cái tâm thức của người Việt, cái tổ quốc của người Việt, cái truyền thống người Việt, cái lịch sử người Việt, nó giống như một cái điều mà nó không xa mình được, vẫn cầm đôi đũa ăn cơm, đúng không, vẫn nói tiếng Việt, vẫn cầm ba cái nhang thắp trên bàn thờ cử quyền các tổ gia tiên, đúng không? Thì những người như vậy khó lòng nào mà không rung động trước những cái tin tức và liên quan đến quê của mình. Cho nên chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi chia sẻ một cái mảng mà nó gần với mình hơn, đó là cái chuyện Biển Đông. Sau đó có lúc có năm dài tháng rộng, mình còn nhiều thời giờ để nói chuyện các vấn đề khác đại sự của Hoa Kỳ và thế giới sau. Đầu tiên đó, xin nói chuyện một vấn đề là cái thâm của người Trung Cộng. Để giáo sư Dũng nói câu tôi rất là thích. Trong suốt nhiều biển cả nó có hàng triệu năm nay rồi, con người cũng có hàng triệu năm nay rồi, con người biển cả không phải mới đây. Và cái thế giới này nó có một cái, có cái chữ đó mà bao nhiêu trong ngàn năm nay, một chữ rất hay là freedom of the sea. The freedom of the sea. Tự do của biển cả. Không ai có biển cả là của riêng mình. Không ai là hàng rào ngăn cản biển cả. Và biển cả là của mọi người, của cộng đồng quốc tế này. Mãi đến năm 2000. Mãi gần đây mới cái UNCLOS đó, cái dự luật vào UNCLOS của Liên Hiệp Quốc đó, thì lúc đó mới bắt đầu làm luật lệ hóa về vấn đề biển cả. Thì thực sự trước đó là biển cả là mênh mông, là bất tận, là của người sống trong tình yêu, gọi là cái freedom of the sea, tình yêu, sự tự do biển cả. Biển cả là của mọi người, tàu bè qua lại, chèo tha hồ, đi nước nơi nào mình thích. Và không ai bắt chúng ta phải làm cái gì, không ai biểu chúng ta phải làm cái gì và không được làm cái gì trong vùng biển, trong vùng biển cả. Thì chính vì đó, cái luật về giang hồ biển cả đó, đó là một cái luật mà đẹp của nhân loại. Nhưng mà tới gần đây, cách đây khoảng 10 năm, năm 2009, tự dưng Bắc Kinh trong cái chuyện, mà lúc đó mình thấy cái thâm hiểm Bắc Kinh mà chưa thấy được điều đó. Ông lên ông đầu cho Liên Quốc một cái đường chiến đoàn. Một đường chiến đoàn. Và ông nộp lên nó và ông tuyên bố là chủ quyền bất khả xâm phạm của đường chiến đoàn đó. Có nghĩa là ông làm gì trên đất liền nữa. Ông làm trên đất liền nữa. Đây là biên giới tôi, thì đây là cột mốc biên giới tôi, đây là sông này, bên này sông của tôi, bên kia sông của anh nè. Trong sông của tôi, trong khu vực lãnh thổ của tôi, không? Có biên giới rõ ràng nè. Anh làm những điều gì được phép và không được phép làm những điều gì. Cho nên bắt đầu anh đưa ra cái điều đó mà lúc đó có thể thế giới chưa hiểu được cái tâm ý của Trung Quốc.
là indisputable sovereignty, chủ quyền bất khả xâm phạm, bất khả xâm phạm. Và khi mà Liên Hợp Quốc nhận đó, tôi nghĩ họ cũng không hình dung được là hậu ý Trung Quốc. Và bây giờ 10 năm sau nó nhìn thấy hậu ý đấy chứ. Và bây giờ mình nô u mình này nọ cái khác là chống đoạn lưỡi bò này đó, thực sự đó là thâm hậu của Trung Cộng là họ đã muốn biến, chấm dứt cái luật chơi tình yêu biển cả, chấm dứt luật chơi hàng ngàn năm nhân loại này, và bắt đầu họ coi cái Biển Đông là ao nhà của họ, thì là cái ao nhà của họ với những cái chiến cái đoạn. Và khi mà họ vẽ ra chiến cái đoạn tuyên bố chủ quyền như vậy, thì vấn đề đặt ra là gì? Theo tờ The Hill, tờ báo chuyên môn lo về vấn đề của Quốc hội, vấn đề chính sách của Hoa Kỳ, thì hay cho là Trung Cộng muốn khống chế trên vùng đó, không phải chỉ đơn giản là vấn đề tài nguyên không, mà từ đó họ có thể cho phép và không cho phép người ngoại quốc, tàu ngoại quốc, máy bay ngoại quốc, tàu bè ngoại quốc, quân sự, tàu chiến vân vân được quyền làm cái gì và không được quyền làm gì, được qua lại hay không được qua lại. Như vậy có nghĩa rằng đây là cái ao nhà của họ, họ kiểm soát toàn bộ. Thì 10 năm trước, từ việc mình đi lên Liên Hợp Quốc nộp một cái thỉnh nguyện thư, một cái đề nghị, chiến đoạn tới 10 năm sau nó là như thế này nè. Thì chúng ta tự hỏi cho cái người Trung Quốc họ thâm lắm, không giống như mình, không giống bộc trực. Cái người miền Việt Nam chúng ta nói vậy mà bộc trực hơn, đặc biệt là người miền Nam. Chứ còn thâm mà hiểm á, thâm hiểm, phải không? Đã thâm mà còn hiểm thì mà kinh khủng lắm. Chúng ta đọc những cái chuyện mà chuyện tàu ngày xưa, phải không? Từ Đông Châu Liệt Quốc, phải không? Tàu quốc chiến mình thấy toàn thâm hiểm không à? Và bây giờ không phải chỉ thời đó, bây giờ mình nhìn thấy toàn thâm hiểm không à? Thì đó là cái vấn đề. Thì chuyện này ai cũng nói là cái chuyện không có chuyện gì lớn, ai cũng biết. Tất cả mấy tuần nay báo chí bàn y xèo, phải không? Mà từ năm 2014 á, là bàn y xèo, từ năm 1974 đến giờ là bàn y xèo trong bên đó bây giờ. Chuyện mà Trung Cộng xâm chiếm Biển Đông là không, chuyện xưa rồi diễn, nó xảy ra thường xuyên, không có gì mới. Chỉ có lặp lại theo tầm ăn dâu thôi. Chứ còn thực sự cái đó là một kịch bản rất là cũ. Thì cái vấn đề chính á, là Việt Nam làm cái gì? Cái vấn đề chính là Việt Nam làm cái gì? Thì coi thử trong cái bài viết đó, cái bài bình luận đó, coi thử vấn đề họ nhìn vấn đề Việt Nam như thế nào. Thì theo ông giáo sư Cam Thayer, giáo sư danh dự của tại Úc Châu đó, thì cái vùng đó, đó ở tại Biển Đông đó, nó khoảng như 70 lô giếng dầu. 70 lô? Gần 70. Thì cái anh tàu mà, cái tàu Hải Dương 8 này nè, anh nằm trên in trên một lô dầu, lô lớn nhất nữa, lô 0601, anh nằm trên in như đó. Bây giờ đặt Việt Nam vào cái tư thế rất là kẹt. Cái theo cái tờ đời yêu á, là họ dùng cái chữ là nó dùng cái chữ là gì, để coi đúng cái chữ mà họ dùng, là dùng đại loại á, là họ dùng cái tàu và tàu Hải Dương 8 Trung Cộng đó, nó nằm ngay trên trũng cái block, oil block là một cái trũng, cái oil block là một cái biển chia nhiều cái block, nhiều cái ô lô dầu. Và khi nó nằm trên cái lô dầu như vậy á, thì xung quanh đó bây giờ khoảng gần 35 chiếc tàu hải giám, chiếc tàu cá dân quân tự vệ và tàu quân đội, nó bọc trong ngoài để bảo vệ chiếc tàu này, khoảng 35 cái tàu hải giám. Thì đó, bây giờ nó tuyên bố Việt Nam rút ra khỏi khu vực này, ngừng khai thác dầu, và nếu Việt Nam tiếp tục thì nó sẽ quấy nhiễu
và sẽ khai thác dầu. Nó là nằm ngay trên cái giếng dầu rồi. Nó nằm ngay trên oil plug rồi. Cái lô dầu rồi. Thì chỉ còn cái đường mà kéo bụi khoan tới thì đâu có gì khó khăn đâu. Thì chính như vậy, nó rơi vào tình trạng như vậy thì nó là stand off. Thì Việt Nam làm cái gì? Việt Nam làm cái gì? Mà cái việc làm bây giờ đó, tại vì tàu rất là thâm hiểm. Cho cái việc làm bây giờ của Việt Nam đó, không những giải quyết vấn đề trước mắt, mà phải giải quyết là cái tiền đề để làm cơ sở để mà tính toán cho nhiều năm sau nữa. Chứ không phải chỉ giải quyết đơn thuần, giải quyết lần này xong rồi mai chị đi vô nữa làm gì. Hải Dương 9 tháng 1 nó vô trong vùng phương vực Hoàng Sa. Đã, anh bây giờ tới 5 năm sau nó vô cái vùng đó, cái vùng biển đó là cái vùng biển Vân Cừ hả? Vùng biển vùng trũng Nam Côn Sơn. Không? Thì bây giờ đó mà trước nó vô khu Hoàng Sa. Bây giờ nó vô nó tuốt ở tận Nam Côn Sơn rồi. Thì nó còn đi đâu nữa? Là bởi vì cái vấn đề nó còn nguyên. Như chúng ta nói vấn đề là Việt Nam không có đối sách. Vấn đề còn nguyên. Cho nên khi mà còn nguyên như vậy nữa, thì một năm nữa nó sẽ xảy ra nữa. Hai năm nữa nó sẽ xảy ra nữa. Ba năm nữa nó sẽ xảy ra nữa. Và nó xảy đến lúc nào anh không còn biển, nó không còn xảy ra nữa. Biển của nó thì nó đâu có xảy ra nữa đâu. Do vậy vấn đề người ta quan trọng nhất là Việt Nam giải quyết như thế nào. Hơn là vấn đề tàu cộng. Thì cái tàu thì ông Chanh Thay ông cho rằng cái đó là cái vùng mà phải chỉ Chanh Thay mọi người đều biết như vậy, là cái vùng này trực thuộc vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam 100%, nó tách rời khỏi vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa. Nó qua cái bề trũng, cái đường trũng bên kia, nó nằm hoàn toàn tách rời ra khỏi cái Hoàng Sa và Trường Sa, nằm sâu trong cái thềm lục địa của Việt Nam, nằm sâu trong cái vùng đặc lý, vùng mà kinh tế đặc quyền của Việt Nam. Thì đó, theo ông tài liệu ước đoán đó, là khoảng số lượng dầu ước lượng được khoảng 45 triệu thùng dầu sẽ sử dụng. 45 triệu thùng dầu có nghĩa là mỗi người Việt Nam đó, là nửa thùng dầu. Dạ. Đúng không? Ngày đó. Đó, mỗi người Việt Nam là nửa thùng dầu. Thứ hai nữa đó là 172 tỷ mét khối khí đốt. 172 tỷ. Như vậy là một người Việt Nam là hai khối mấy khí đốt. Như vậy có thể nói là một cái, nó kêu là một sự giàu có trong Việt Nam rất là ghê gớm. Sự giàu có trong Việt Nam rất là ghê gớm. Và nó làm cái gì? Nó là cái quyền chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Nhưng mà Trung Quốc nó xâm phạm tới đó. Nó xâm phạm bố tới đó luôn. Thì bây giờ Việt Nam á, thì theo cái ông mà giáo sư Can Thi ở bao là exclusive is exclusive. Vùng độc quyền là vùng độc quyền, đó là của Việt Nam. Chưa kể là tôm cá gì đó nữa. Chưa kể tôm cá gì đó nữa. Chưa kể thủy lộ, giao lộ, chưa kể những tài nguyên khác, vấn đề hầm mỏ nó chưa kể. Thì mới một vài thứ như vậy mới thấy rằng là nó, cái vùng này nó rất là trụ phú, nó giàu có. Và là cái ban lương của miền Nam. Cái ban lương của miền Nam. Tức là cái ban Johnny của miền Nam chúng ta. Thì đất nước chưa bao giờ nó bị đe dọa mức độ đó như vậy. Đất nước chưa bao giờ có thể bị đe dọa đến mức ở tới miền Nam Côn Sơn cũng bị đe dọa tới mức đó. Thì vấn đề đặt ra là chúng ta đã bị đe dọa mất cả vấn đề sự giàu có, vấn đề chủ quyền, vấn đề quyền chủ quyền và vấn đề tài phán Biển Đông. Thì câu chuyện Trung Cộng trước đây 10 năm họ nộp bản đồ như vậy, 10 năm sau chúng ta thấy như vậy. Còn cái chuyện gì xảy ra nữa? Còn chuyện gì nữa? Vậy chúng ta cũng phải thâm hiểm lại.
ta làm cái gì đó mà nó có giá trị bây giờ và có giá trị lâu dài, để bảo đảm cái đất nước này không có lặp lại một hai năm lần cái kiểu này. Thì đó vấn đề, thì đến đó là cái chuyện một vài bối cảnh chung đó, quý vị thấy cái tình hình. Nhưng mà chúng ta chưa vào cái vấn đề chính là big stake gậy lớn gậy nhỏ trong chỗ này là chiến lược gì. Thì chúng ta thấy một bối cảnh chung quanh đó là bối cảnh mà có thể nói rằng, thì đối với một số các cái nhà bình luận của Hoa Kỳ đó, thì chúng ta vào đề chính luôn nha. Đúng. À, thì trong thời gian vừa qua đó, Trung Cộng đã xài chính sách, cái chính sách là cái là Gray Zone Tactics, là chiến thuật vùng xám. Vùng xám là sao? Một nửa dân sự mà một nửa một phần của quân sự. Nó là vùng xám, tức là dân sự nó yếu quá, dân sự nó yếu quá, còn quân sự thì bị mạnh quá, mang tiếng. Cho nên dùng ở chiếm Scarborough của Washington cũng theo chiến dịch vùng xám này. Họ đánh miền Nam vào năm 2014 ở khu vực mà tàu Hoàng Sa cũng theo vùng xám này. Và bây giờ tới vùng Nam Công Sơn, vụ bãi thứ 9 cũng theo vùng xám này. Cho chiến lược của Trung Cộng là chiến lược vùng xám. Họ dùng cái vùng xám á, vùng xám là gì? Họ dùng thay vì cái tàu hải quân, thay vì hỏa tiễn, thì họ dùng những cái tàu hải giám, tàu cảnh sát biển, tàu dân quân, họ xua đuổi, họ cô lập, họ đánh chiếm, họ lấn sân. Anh đối đầu với họ rất là khó. Anh lên tiếng lên thì trên cái chiến trường thế giới cũng rất là khó. Nhưng mà dần dần là nút tròn, biển đảo hết về tay họ. Cho nên họ dùng cái đó, họ dùng những cái phương tiện dân quân, phương tiện mà bán vũ trang thay vì vũ trang, để họ tiến hành vấn đề mà xâm lược ở Biển Đông. Thì nó trái với cái gậy nhỏ đó, thì nó là cái gậy lớn. Big stick mà ta nói người Mỹ là nay dùng chữ là cây gậy mũ cà rốt. Thì cái cây gậy mà người Mỹ nói dùng là cây gậy lớn. Cái gậy lớn là gì? Ông mà tổng thống của Mỹ là Theodore Roosevelt, ông bường một câu ngạn ngữ của Tây Phi đó. Một câu ngạn ngữ như thế này nè: hãy nói năng một cách từ tốn, speak softly, nói năng cách từ tốn, và mang theo chiếc gậy lớn thì bạn có thể đi xa, go far. Như vậy trong này có hai chữ rất là quan trọng, là nói năng từ tốn ai cũng biết rồi, không cần la lớn. Vấn đề anh la nhưng lớn nhưng mà anh không có lực thì chẳng ai nghe lời anh. Nói nhỏ nhỏ thôi nhưng mà anh có lực thì thế gian nó cũng sợ. Thì nhớ mang theo cây gậy lớn và anh sẽ đi xa. Gậy lớn ở đây là gì? Là ý của ông Roosevelt, tổng thống Roosevelt, là những hạm đội Thái Bình Dương, những máy bay đánh bom lớn, những vũ khí nguyên tử. Và khi nghe cái đó rồi đó, đối phương khiếp vía hồn kinh, đâu dám đụng vô cái vùng biển Mexico của Mỹ, không dám đụng vô cái vấn đề khu vực quyền lợi sinh tử của Mỹ. Họ thấy khu nào của Mỹ quyền lợi sinh tử Mỹ, họ tránh đi. Họ giấy vô cái chỗ đó, bị chịu giấy từ tan xương nát thịt đó. Anh thấy Nam Hàn là gì không? Vừa rồi không? Tàu của Trung Cộng và tàu của Nga vào cái không phận của họ. Là họ dùng bắn liên. Không nói ông được, bắn ngay lập tức. Gậy lớn. Gậy lớn chân đi. Trung Cộng dám hoa hén nữa không? Nga dám hoa hén nữa không? Vô là tụi bắn. Dùng theo đúng chính sách của Roosevelt là nói nhăn từ tốn thôi, không cần la lớn.
nhưng mang theo cây gậy lớn, và dù có thể đi xa, go far, đi xa đây là deter, là đẩy đối phương ra chỗ khác, không cần đánh, chỉ cần nghe, chỉ cần hiện diện, chỉ cần nhìn thấy, chứ tưởng tượng là đã bỏ chạy rồi. Cho ngày xưa, trong cái chuyện ngày xưa, có những người ta mua trong rừng không phải bắt cọp, bắt không được cọp thì mua cất cọp về để trước nhà, để cho mọi người biết, cho mèo, cho chó, cho này nọ nó nhìn thấy cái, nó nghe cái mùi cất cọp không á, sợ hả, là nó bỏ chạy rồi. Đâu biết có cọp thật trong nhà không, cho chỉ cần nghe, ngửi, đánh hơi mà thấy có gậy lớn là nó lớn. Do vậy Đại Hàn vừa rồi khi mà họ bị đất nước họ, lãnh hải họ, không phần họ bị xâm phạm bởi Nga và Tàu, bắn ngay lập tức. Indonesia, chúng ta nghe thấy Trung Cộng ăn hiếp Việt Nam, ăn hiếp ở Phi Phục Tân. Anh nghe Trung Cộng ăn hiếp Indonesia? Chưa dám lắm. Vô là nó bắn. Cho nên ma nó phải coi người, coi mặt. Trong mặt nó bắt hình dung. Do vậy đó, cái câu nói của ông Tổng thống Hoa Kỳ, mà câu nói rất nổi tiếng, mà ông bừng từ câu ngạn ngữ của Tây Phi, đó, là nói nhẹ, ăn nói nhẹ nhàng, mang cây gậy lớn, mang cây gậy lớn và bạn sẽ đi xa. Mang cây gậy lớn tức là bạn phải có một thứ vũ khí, một thứ quyền lực, mà cái quyền lực đó không nhất thiết phải là hòa tiện. Ví dụ cái lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam là cây gậy lớn đó. Năm 2014, Trung Cộng vô Hoàng Sa, tàu Hải Dương 9/1, cả nước nổi dậy, cả nước bùng lên, lật đổ, đập phá, đúng không? Nhà xưởng, Trung Cộng đưa cả hạm đội qua chở công nhân đi về. 5 năm sau không dám bén mạng tới, không dám làm nữa. Đó là một bài học đó. Đó là gậy lớn đó. Tức là anh phải làm cái gì, một cái gì mà để là hậu quả lớn. Máy bay trên đầu thì máy bay là gì? Có thể họ thả bom xuống dưới này chết chóc. Tàu ngầm dưới biển tấn công lên, đúng không? Việt Nam mua xu làm gì? Việt Nam mua những cái tàu ngầm của Nga làm gì? Kilo làm gì? Mua hỏa tiễn nó là làm gì? Đúng không? Cho nên Việt Nam, tôi nghĩ Việt Nam có đủ đồ chơi. Việt Nam có đủ đồ chơi, chỉ cái vấn đề dám chơi không thôi. Chỉ dám chơi. Cho nên đó, cho nên cái câu ông mà Tổng thống Theodore Roosevelt là không cần la lớn. Bà Nguyễn Tú Hằng đâu cần la tới 3 lần chi lớn chi vậy? Ai nghe? Bây giờ tới qua tới Bangkok la tiếp để làm cái gì? Không cần nói sát đi, không cần nói lớn. Nói lớn mà anh nói, nhưng mà làm. Mà không làm nó đâu có sợ. Đúng. Anh làm mà không nói nó mới sợ, đúng không? Cho nên đâu cần bà Thu Hằng, phát ngôn nhân của Hà Nội, một bộ giáo Hà Nội, lên tiếng xuống tiếng 2-3 lần, ra công hàm, công hàm, công răng, công mũi làm gì cho khổ. Là phải bắt chước cái câu nói của ngàn ngữ của Tây Phi, là nói năng nhẹ nhàng, mang cái gậy lớn, và sẽ tụi nó sẽ bỏ chạy. Thì đó, cái vấn đề Việt Nam bị lầm kế là thứ nhất nói năng lớn mà không chịu làm. Thứ hai đó là gì? Địch nó vô nhà mình, nó cướp của mình, nó bắt con của mình, nó lấy đồ của mình đi. Bây giờ nó dùng gậy nhỏ, mình đâu được dùng gậy nhỏ, mình làm sao mình dùng gậy nhỏ? Nó dùng hải giám, mình không cần, không nhất thiết nó dùng hải giám, là mình phải dùng hải giám. Không nhất thiết cái điều đó. Và khi mà anh dùng hải giám chung để mà dùng cảnh sát biển để mà lấn, để mà xịt nước dòi nước này nọ, là chúng ta đã lầm vào kế của địch rồi. Địch đó, nó chơi tới đó vì nó sợ, theo chiến thuật gray zone
nó sợ quân đội quốc tế, nó sợ với địch công luận. Bây giờ anh chơi theo cái chiến thuật của địch, anh chơi theo giống như anh ra một cái ban nhạc mà anh cái ban nhạc nó đánh đầu thì nó đánh đàn nhảy đầm, anh không nhảy theo điều nhảy của anh mà nhảy theo điều nhảy của người ta. Trên Việt Nam trong vào vụ 79 đang nhảy theo điều nhảy của Trung Cộng, nó mà nhảy theo điều nhảy của Việt Nam. Tại sao nó nhảy theo điều nhảy của Trung Cộng? Làm sao nó sợ anh? Làm sao nó đi? Do vậy, thêm một điều nữa là khi Việt Nam xác định đây là một cái việc mà xâm phạm về chủ quyền, đó là dispute, thì cái tàu cảnh sát biển á, là không phải để mà làm những việc mà ra mà bảo vệ vùng biển. Tàu cảnh sát biển chỉ làm nhiệm vụ trật tự an ninh mực for law enforcement, giữ gìn luật lệ, giữ gìn và trật tự thôi. Còn cái chuyện chủ quyền, chuyện khai thác chủ quyền, tranh chấp quyền tài phán, đó là chuyện của quân đội, không phải chuyện của cảnh sát biển. Chuyện của quân đội, chuyện của lực lượng vũ trang, chuyện của máy bay trên này, chuyện của tàu ngầm bên kia, chuyện của hải quân, thì chúng ta lại đi lộn sách. Việt Nam lại đi lộn sách. Cho nên như vậy đó, cái điều mà theo cái tờ The Hill của Mỹ đó, là nếu mà chơi lộn sách như vậy thì cái khả năng Việt Nam sẽ thua. Cái tờ The Hill rất là mỉa mai cái câu cuối. Nên ông thua cho ông Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt mà ông chết rồi. Nhưng mà nếu ông còn sống á thì ông không bằng lòng cách làm Trung Quốc, nhưng ông vỗ tay khen Trung Quốc làm giỏi. Là bởi vì họ đưa ra cái chiến thuật là gray zone, đi cái họ dùng cái tàu hải giám trước, tàu khoan dầu, tàu dân quân để mà họ chiếm, họ giành đất, chiếm chủ quyền người ta. Nhưng mà đằng sau lưng á, nó đưa những cái gậy lớn sau lưng, múa sau lưng, nó cho anh thấy, nó biết là tôi có gậy lớn nha. Anh sợ nó, anh nhường. Nó đem gậy nhỏ ra, nhưng nó đánh anh, nhưng nó vừa đánh anh bằng gậy nhỏ, nhưng nó vừa cảnh cáo anh là tao có gậy lớn nè, tao có hỏa tiễn nè, tao có máy bay nè, tao có đủ thứ nè, tao có nguyên tử nè. Và như vậy Việt Nam sợ quá thì nhường và mất. Chúng ta đã từng bị nhường và từng bị mất. Trung Cộng chỉ chơi sách đó nữa. Họ chơi cái sách đó thắng hoài à. Mình chơi cái cờ đó mình thua hoài, tại sao không đổi cách chơi? Đánh một cái ván cờ mà nó đánh như vậy, trong nhiều lần nó đều thắng, mình đánh gì như vậy, nhiều lần mình đều thua, tại sao tiếp tục cái cách đánh cũ? Ok, thì kính thưa quý vị, thưa với anh Nguyễn Xuân Nam, thì chúng ta biết rằng cái câu chuyện nó đã qua rồi. Tuy nhiên chúng ta chỉ lược lại để cho tất cả mọi người cùng thấy được những cái kế sách mà Tàu họ đi từ trước đến nay vẫn là một cái cách nhẹ nhẹ nhàng nhàng, nhưng mà rồi cuối cùng họ nuốt trọn cả Biển Đông. Và giống như là ông Roosevelt đã nói đó, họ đi rất là nhẹ, nhưng mà họ có những cái kế sách để mà từ đó họ có thể lấn chiếm mà chúng ta không có một cái cách nào để có thể giải quyết được. Và mới đây thì kể cả bà Lê Thị Thu Hằng là phát ngôn viên, bà cũng nói rằng căng thẳng ở Biển Đông phải giải quyết bằng những cách hòa bình. Thưa thật với quý vị, đến giờ phút này mà chúng ta nói đến cái kiểu mà giải quyết hòa bình và đòi hỏi cái sự tôn trọng luật pháp. Trung Cộng nó luật pháp cái gì? Trung Cộng họ đã bẻ cái luật pháp. Mình thấy rằng từ cái vụ mà Scarborough của ngày 12 tháng 6 năm 2016, khi mà đã tài phán xong rồi, khi mà quốc tế đã nói rằng cái sự kiện này đó là chủ quyền về của Philippines. Nhưng mà Trung Cộng họ có chịu đâu. Và cuối cùng á, họ vẫn cứ lập ngơ và họ không tới để mà nghe cái hearing của tòa. Rồi chúng ta biết là biết bao nhiêu cái sự lên án của thế giới cho đến giờ phút này, là tất cả từ quan chức
của chính quyền Hoa Kỳ, rồi cộng đồng người Việt, cũng như là một số các quốc gia khác, kể cả nước Pháp, nước Anh, họ thấy toàn là những cái điều mà phi lý khi mà Trung Cộng đã cho những cái điều mà chiến đoạn lưỡi bò, rồi có những cái hình ảnh là tới ngay cái đất liền, ngay cái vùng trũng của Việt Nam, tức là cái vùng nam của Côn Sơn. Đây là một cái nơi mà nó thuộc cái phạm vi đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mà nó sát ở đằng này mà người ta vẫn có thể là làm một cái chuyện đó được. Vậy thì thưa quý vị, khi mà chúng ta có một cái phản ứng quá yếu ớt theo cái kiểu mà để giải quyết trong cái tính chất hòa bình và tôn trọng luật pháp đó, thì chúng ta biết được cái kẻ mà nó không tôn trọng luật pháp mà chúng ta vẫn cứ nói luật pháp. Vấn đề thứ hai nữa đó là đối với thế giới, nó cũng đã không có chịu chấp nhận những cái quy ước chung mà cái luật biển năm 1982 UNCLOS đã ra đời, nó cũng không chịu. Vậy thì bây giờ mình căn cứ cái chỗ nào để gọi là nói chuyện trên luật pháp? Khi mình gọi là nói chuyện trên luật pháp thì mình phải có một cái bộ luật để nó căn cứ vào đó. Nhưng mà đây người ta sẽ xét, người ta đã không chấp nhận, mà người ta đã không chấp nhận rồi, người ta đã đưa những cái kiểu mà tàu chiến nhỏ rồi tàu hải giám lần lần nó ăn hết cả một cái vùng đất của mình, mà mình vẫn phản ứng một cách lấy lệ. Vậy thì thưa với anh Nguyễn Xuân Nam, cái lời nói của bà Lê Thị Phương Hằng cũng như là cái cách mà giải quyết một cách yếu ớt như vậy đó, nó có đáp ứng được gì trong cái tình thế này, hay là mình phải có một cái cách nào khác hơn, như là chúng ta phải mời gọi một số các quốc gia khác hợp tác, hoặc là mình phải đưa nó ra tòa quốc tế, whatever. Thì anh nghĩ cái tờ báo này nó nói, nó có mở cho mình thấy được cái cách nào để mà họ hỗ trợ cho Việt Nam giữ lại cái chủ quyền của đất nước Việt Nam. Cảm ơn giáo sư Dũng. Khi mình đọc cái này mình cũng có nhiều tâm huyết lắm, bởi vì cái tờ thì nó nói một thực trạng á, mà cũng như ông vị tướng thiếu tướng công an Việt Cộng lâu lắm á, thì ông cho là nếu chúng ta có đồ chơi, thì cho là nếu Việt Nam có đồ chơi đó, kia có big stick lớn á, nhưng mà thực sự Việt Nam cũng có thể có thể có. Nhưng mà cái điều là gì đó, về lợi thế đó, theo tờ báo này Trung Cộng vẫn hơn về vũ khí, nhưng mà cái địa lý chưa chắc, lòng dân chưa chắc, thấy không, ủng hộ quốc tế chưa chắc, ủng hộ luật pháp quốc tế chưa chắc, bạn bè quốc tế chưa chắc. Thì trong cái canh bạc này, nếu mà đánh ra thì cái mặt vũ khí và lợi thế thì có thể nghiêng của Trung Cộng, nhưng mà vũ khí và lợi thế chưa chắc thì Trung Cộng thắng. Cho nên có vấn đề Việt Nam là cái điều gì, câu thì nó nói rất là, có một cái câu đọc xong nó thấy rất là nhức đầu. Nó nói như thế này, tờ báo nó nói như thế này: giới lãnh đạo Việt Nam biết giới lãnh đạo Trung Quốc sẽ đánh đòn họ nếu họ bất chấp ý nguyện Bắc Kinh. Trên cái tờ The Hill, tờ báo Quốc hội của Mỹ, viết một câu là như thế này, viết một câu phải nói đọc nhất rất là nhức đầu, là giới lãnh đạo Việt Nam biết rằng giới lãnh đạo Trung Cộng sẽ club đèn, club là đánh đòn. If they defy Beijing's will, nếu họ bất chấp cái ý muốn của Trung Cộng, như vậy có nghĩa là yếu mà còn hèn nữa thì thua nữa. Yếu là cái advantage, là cái lợi thế quân sự, chúng ta có thể về hỏa tiễn, về máy bay, về tàu bò, có thể mình chưa bằng, đúng không? Nhưng mà khí thế nó phải hùng nhá, với cái cận địa nữa, cái cận địa nữa. Nhưng mà lại lãnh đạo lại sợ bị bắt Kinh đánh đòn. Cho nên lý do bây giờ mình hiểu là tại sao bà Nguyễn Kim Ngân qua bên kia là yên lặng như vậy, yên lặng cúi đầu khom lưng vậy, chứ dám làm gì đâu, có dám nói một câu, không dám nói nữa, một chữ không dám nói nữa. Nước mất nhà tan, đại diện 90 triệu dân, chủ tịch quốc hội gặp giặc, cười nói không dám mở miệng nói một chữ cho nó có nghĩa khí, rất là đau. Bộ đất một rất là đau. Bây giờ đọc thêm tờ báo của Mỹ trên thehill.com, chứ không phải chúng tôi nói, là lãnh đạo Hà Nội còn sợ bị đánh đòn nếu mà làm không tuân theo lệnh của Bắc Kinh. Như vậy thì họ đánh gì nữa Dũng? Cho nên rồi chúng ta quay trở lại báo chí Việt ngữ, báo chí trong nước
thì coi thử trong cái bối cảnh như vậy, mình coi thử cái đường lối của Đảng Cộng sản và của Chính phủ Việt Nam đi như thế nào. Tôi trích hai cái câu ngắn thôi. Thì cái bài viết trên tờ báo An ninh Thủ đô: căng thẳng trên biển, tựa đề là căng thẳng trên Biển Đông cần giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đọc hết hiểu luôn. Bây giờ hay như họ đặt cái đề hay lắm, họ đặt cái nhập đề hay lắm. Họ đặt như là Việt Nam lựa chọn chiến lược nào để giải quyết tranh chấp đó, đặc biệt là cách nào giải quyết tranh chấp mà không xảy ra xung đột. Nghe thì thấy nghe là phải đọc, nghe là đọc, coi thử cái nó giải quyết được sao hả? Coi thử cái lựa chọn chiến lược nào để giải quyết tranh chấp mà không xung đột. Cái này binh pháp tôn tử ra. Cái này là binh pháp tôn tử, câu hỏi rất là tôn tử. Nhưng mà đọc xong á hết hồn luôn. Câu trả lời được: chủ trương nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông là bằng biện pháp hòa bình trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Nếu hiểu biết tôn trọng nhau, nó đâu xâm lăng mình, đâu cướp đất mình, cướp biển mình. Tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là công ước của Liên Quốc về luật biển năm 1982. Nếu nó tôn trọng công ước thì nó đâu có làm trò này. Qua đây này, điều Việt Nam nhiều lần tuyên bố và kiên trì triển khai trên thực tế trước những diễn biến phức tạp và đang biến động nhanh chóng của tình hình trên Biển Đông. Đọc xong này cái nhau có chiến lược gì không? Có gì chẳng có cái. Đọc xong rồi á, nghe thì giữ coi thử. Đọc xong chả có chiến lược gì hết. Chả có chiến lược gì. Ngoại trừ xong cái thứ hai nữa. Nhưng mà bữa hôm qua trên cái tờ Thanh Niên nó có một cái nhóm mà nghiên cứu Biển Đông đó. Có một cái câu đọc xem ra cũng thấy có lý. Câu nó nói về cái vấn đề mà đi kiện. Cái chuyện kiện á, thì cái chuyện lâu nay rồi. Cái dám làm không thôi. Hay là bị sợ đánh đòn. Club bị đánh đòn. Nếu trái với Bắc Kinh, chứ còn kiện là thắng chắc. Nhưng mà tờ báo biết như thế này: tuy nhiên trong bối cảnh Trung Quốc nhiều lần xâm phạm chủ quyền Việt Nam và tạo ra các sự đã rồi như xâm chiếm, cải tạo các đảo đá và thực tế trên Biển Đông, Việt Nam cần xem xét tất cả giải pháp, trong đó có giải pháp pháp lý, tức kiện ra tòa. Một trong các biện pháp là sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc ở phụ luật 7 của UNCLOS liên quan đến 749 và Nam Cung Sơn. Đây là cách mà Vương Đình Tân đã làm năm 2016 và đã thắng kiện. Như vậy chúng ta biết rằng là kiện cũng hiện nay cũng chưa dám kiện. Nó vô trong nhà mình, nó cướp. Đánh không dám đánh. Chửi không dám chửi. Kêu hàng xóm cũng không dám làm luôn. Kêu hàng xóm cũng không dám kêu. Kiện không dám kiện. Để cái chiến lược Việt Nam nằm chỗ nào? Chiến lược nằm ở chỗ nào? Cho nên chúng ta chỉ mị dân bằng những cái trò chơi chữ ngủ nghịch với những con chữ. Thực chất là nói như tờ The Hill là bị đe, sợ bị đe đánh đòn. Cái điều nữa là gì nữa, cái tờ này cái cuối cùng được câu đoạn này họ nói rất hay: Việt Nam có thể về mặt lợi thế đó và quân sự đó biết sức á thì không bằng Trung Cộng. Big stick thì không bằng Trung Cộng. Small stick là trật rồi. Là theo ý đồ của giặc rồi. Cách làm hiện nay là theo ý đồ của giặc. Small stick là tàu hải giám là thua, cả tàu cá giác biển là thua. Đúng không? Còn big stick là năm ăn năm thua. Đúng không? Nhưng mà cho dù anh bị thất thế chút thì xíu đó, thì cái tờ này nó đưa ra câu rất là hay. Nếu mà Trung Cộng tiếp tục dùng cái small stick lần trước và cho Việt Nam biết rằng ta có gậy lớn sau lưng thì Trung Cộng sẽ làm Việt Nam khiếp sợ, đi thôi Việt Nam. Cho nên tờ này nói Việt Nam tuy có thể bị thất lợi về vấn đề vũ khí và quân sự, nhưng hãy chơi với bè bạn năm châu. Và nó dùng cái chữ là bạn bè Việt Nam cần bạn bè mang gạch đá tới ném phụ. Tất nhiên là giúp đồng minh đó, bạn bè đem đá đem gạch tới ném phụ. Cái trường hợp big stick
có cái làm biết xét là bằng cái vấn đề Hồng Kông hiện nay. Họ thách thức cả cái lực lượng vũ trang nhân dân Trung Cộng, người dân Hồng Kông, hai bàn tay trắng. Có cái cuộc thử thách nào bằng ý chí và lòng quật khởi của người dân Đài Loan? Họ không ngán. Họ thiếu big six. Họ đi qua Mỹ, họ lầy, họ lục, họ xin ông mua. Họ tự chế, họ kiếm cách. Nhưng mà Trung Cộng dám làm gì họ đến giờ phút này? Tại vì cái cách mà chúng ta tìm thấy một lời giải trên báo chí trong nước đó, về đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và của chính phủ Việt Nam là không giải quyết vấn đề, đi ngược lại, la thì lớn, không có tác dụng gì hết. Ba lần ra công hàm công hiến, lần đầu tiên sau nhiều năm mới đưa công hàm. Ta biết công hàm ai đặt dễ trách, nó có sợ gì đâu. Mà công hàm là cái gì mới được, cái gì nói ba cái câu vớ vẩn đó. Thì rồi ra thông cáo báo chí nó làm cái giống gì. Cho nên nói nhỏ thôi, không cần la lớn. Nhưng mà chúng ta có cái chỗ khác để nói lớn, và thiên địch phải sợ. Và nên nhớ rằng Trung Cộng cách đây 10 năm họ nộp cái bản đồ lên Liên Hợp Quốc, và 10 năm sau cái thâm ý họ như thế này. Chúng ta phải làm cái gì đó để 10 năm sau Trung Cộng nó còn tởn. Và cứ những chuyện như thế này không phải xảy ra, cứ 1-2 năm xảy ra lần, 1-2 năm xảy ra lần nữa. Thì lại Việt Nam lại sợ gì? Sợ cho liên minh. Trong cái bài viết này, cái câu cuối cùng là Việt Nam rất là cần liên minh. Thì Việt Nam lại sợ biết lòng Trung Cộng, như ta nói bài trước, sợ phát khiếp, cho nên không dám liên minh với ai, sợ làm anh hai giận. Tại vì cái tình báo của Trung Cộng, Trung Nam Hải, tình báo Trung Nam Hải nó nắm khá chặt lực lượng bộ chính trị, nó nắm khá chặt các quan chức từ cấp quận trở lên, thằng nào ăn hối lộ, đâu gái gẫm thế nào, nhà cửa nào, tài sản nào. Nói không nghe, ông Nguyễn Xuân Phúc vừa nói câu thăm cái bộ tư lệnh cảnh sát biển á, đúng không? Mới vừa thăm bộ tư lệnh cảnh sát biển, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đề phòng diễn biến bất thường, là trên cái trang mạng nó tung ra là nhà cửa ông Phúc hết, đảo này đảo nọ, biệt thự này biệt thự nọ, con gái thì ăn chơi, rồi con trai ăn chơi tối theo học hành, ăn hối lộ không? Thì cái lực lượng tình báo nó tung ra, thì nó cầm chớp lên sông lưng các anh như vậy, thì mấy anh cứ sợ bị đánh đòn. Cái câu này là mấy anh lãnh đạo Việt Nam sợ bị đánh đòn. Đánh đòn mà như thế là nó đánh, mà nó tung ra những cái khuyết điểm của anh, con đường quan lộ của anh, con bị có thể bị mất chức, cho nên anh nào cũng thấy cứ cúi đầu không lưng mà ngậm miệng. Thì một cái dân tộc như vậy, một lãnh đạo như vậy, một đảng như vậy, thì còn gì đất nước. Đọc xong á mà nóng gà. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thực tế mà nói đó thì quý vị có nhớ cái câu chuyện ngụ ngôn á, hội đồng chuột không? Hội đồng chuột là mấy con chuột á, nó rất là sợ con mèo. Nhưng mà bây giờ đó, muốn con mèo nó không ăn thịt chuột á, là nó phải đề nghị là mỗi một con mèo đi ngang qua là mình phải rung cái chuông để cho nó biết. Và tất cả những con chuột mà nghe tiếng chuông đó thì phải sợ. Nhưng mà ai là cái người dám mang cái chuông? Con chuột nào dám mang cái chuông để mà rung? Bởi vì rung cái là con mèo nó ăn liền lập tức. Thực tế mà nói là bây giờ chúng ta nói đến cái chủ quyền đất nước Việt Nam mà còn cái Đảng Cộng sản không có làm gì được. Mà nói rõ đó. Bởi vì thứ nhất là Đảng Cộng sản là vốn dĩ thoát thai từ Đảng Cộng sản Trung Cộng. Thứ hai là tất cả những quan chức của Đảng Cộng sản đều bị Trung Nam Hải nó nắm tất cả những cái bí mật đó, như anh Nam vừa nói thêm, Nguyễn Xuân Phúc chưa gì hết rồi bây giờ mới có nói một câu hai câu gì là bữa nay trên báo chí ngập hết, nhà ở California là mấy căn, con trai đương ở đâu, ăn chơi như thế nào, con gái là làm cái gì, nhà cửa như thế nào, là coi như là anh sợ run, coi như là thôi không dám nói luôn. À, rồi những cái chuyện mà thanh trừng ở trong nước, thật sự mà nói có phải là Nguyễn Phú Trọng làm hay là do Đảng Cộng sản của Trung Cộng họ đài là họ làm. Cho nên á, dân á thì ở trong một cái tình trạng sợ
nhà đương quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp. Còn nhà đương quyền Cộng sản, những chốt bu là sợ Trung Cộng đàn áp. Cho nên ở trong một cái tư thế là cả một cái dân tộc, cả một cái đất nước, cả một cái chiều dài của một mảnh đất đó, có những con người mà từ lớn đến nhỏ đều có một sự sợ. Nếu mà người dân không sợ thật sự mà nói đó, chỉ cần 1 triệu người, 2 triệu người xuống đường thì chắc chắn rằng những cái điều và những cái nguyện vọng của người dân, kể cả vấn đề Thủ Thiêm rồi nọ kia đã giải quyết được rồi, đến bây giờ không giải quyết được. À, rồi chính quyền thì thấy những cái chuyện này đó, rất nhiều ông tướng cũng nói nhỏ thôi, là những cái chuyện này là rất là bất bình trước những cái đe dọa, những cái chuyện mà Trung Cộng đã hại hết người Việt Nam. Nhưng mà rồi cuối cùng nói thì nói trong nội bộ thôi, chứ đâu có dám nói ngoài. Khi mà nói ngoài đó là ông nào, bởi vì cái tật của ông nào, người nào cũng ăn hối lộ, cũng tham lam, và nó phát sinh ra nhiều cái tệ nạn như vậy. Cho nên nhá, chúng tôi nói rằng toàn là hội đồng chuột. Cho nên nhá, mình nói là mình nói ở đây nghe cho vui, bởi vì nhân cái tờ báo Hughes, tức là tờ báo của Capitol Hill, tức là nghị viện của Hoa Kỳ, họ thường đưa ra những cái chủ trương cũng như là họ nhìn thấy những cái cách thức như thế nào của thế giới, thì họ đưa ra những băng tin này, thì anh Nam mới lấy cái băng tin này để mà cập nhật cùng với tất cả quý vị, để cùng bàn luận thế sự cho thấy được. Chứ còn nếu mà giải quyết đó, nếu mà chúng ta nói giải quyết, ví dụ như là toàn dân mà xuống đường một lần đi, thì chắc chắn rằng cái chuyện mà đâu có cần bà Lê Thị Thu Hằng mà phải đi nói chỗ nọ chỗ kia, là mình thấy một cái hành động đó đã là một cái hành động mà khiến cho tao còn sợ. Và khi họ sợ đó, một lần họ sợ năm 2014, mãi cho đến năm nay là gần 5-6 năm họ mới bắt đầu dám lấp ló lại. Còn nếu không họ cứ lấp ló hoài, họ cứ tới hoài. Nay hết cái bãi Tư Chính rồi, ngày mai Hoàng Sa, ít bữa nữa vào tới Sài Gòn, ít bữa nữa vào tới Vũng Tàu luôn là sao. Thì thưa quý vị, cái điều đó mà chúng ta cứ do dự và chúng ta cứ ở trong một cái tình trạng khập khiễng sợ sệt, thì cái điều hành quốc gia cũng chỉ là một cái cách để mà anh ngồi đó sống còn, để rồi chờ chết mà thôi, chứ không có một cái cách gì để mà bảo vệ một cái đất nước. Mà chúng ta thấy rằng người ngoài á, họ thấy, họ nóng ruột, họ nói, huống chi là cái người trong cuộc. Mà khi người trong cuộc mà nói được á, thì chúng ta đã thấy rằng quả thật là những người trong cuộc toàn là những người mà tay nào cũng dính chồng ấy, thành thứ là ai mà nói. Cho nên thưa quý vị, cái điều để giải quyết vấn đề này á, có lẽ là chúng ta phải thay đổi một cái gì đó, kể cả cái chế độ. Thì có những cái con người mới thật sự để mà họ lên, họ làm lại những cái công việc này. Và thưa quý vị, nói là nói vậy, chứ mà Việt Nam mà đứng dậy để mà chống lại Trung Cộng đó, thì chúng tôi nghĩ rằng một số các quốc gia khác họ cũng có thể có những cái sự ủng hộ giúp cho Việt Nam. Đem gạch đá. Dạ, mặc dù họ đem gạch đá, họ đem vũ khí tới. Và chúng tôi nghĩ rằng vì cái quyền lợi của Hoa Kỳ, vì quyền lợi của các quốc gia như Úc, họ phải can thiệp ngay lập tức, chứ họ đâu có thể để cho nghĩa là Trung Cộng nghĩa là đem bom tới mà thả đâu. Thành thử ra thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta có được một cái can đảm ở trong một cái tình trạng là nói lên và kêu gọi cái sự hợp tác của một số các quốc gia đồng minh, đặc biệt là vì cái quyền lợi chung chứ không phải riêng gì Việt Nam, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó Việt Nam có thể thắng được, nếu mà chúng ta đưa ra quốc tế cũng như là chúng ta kêu gọi cái sự hỗ trợ. Và thưa anh, tóm tắt đi. Trước đây khoảng 5-6 tháng, khi chúng gọi đọc cái tờ Bloomberg, mới nó nói với cái bài là Việt Nam trượt vào con đường bị thực dân hóa trở lại. Tôi hồi đó mình có nói, nhưng mà không có cảm thấy là nó thấm đọt. Mà tại vì tại sao tờ báo nó nói vậy? Nó nói là một trong những cái tuyên ngôn của nổi tiếng Việt Cộng là gì? Là không có gì quý hơn độc lập tự do. Họ đem chữ độc lập, họ làm một cái lý tưởng, một cái mồi chài, một cái hấp dẫn, đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn thấy Biển Đông đó, là mất gần hết. Biên giới phía Bắc mất nhiều. Vịnh Bắc Bộ mất một số, đúng không? Rồi bây giờ ta thấy gì nữa? Tới miền Nam Côn Sơn cũng đang bị đe dọa. Đó là dưới biển, miền phía biên giới. Trên bờ là gì? Số liệu cho thấy là các chung cư tại thành phố Sài Gòn là 45% là các sắc dân thuộc Hán tộc Bua. Hán tộc ở đây mình nói có thể là từ Hán rồi Hán là tại Công. Tại Bắc, tại Trung Hoa lục địa, Hồng Kông, Đài Loan qua Bua.
và người ta cho là đứng trước cái tốc độ mà thành phố Sài Gòn bị hán hóa như vậy đó, thì ta cho là Việt Nam đang bị trượt dần vào con đường thuộc địa hóa về mặt kinh tế, về mặt chính trị, về mọi mặt. Cái viễn tượng nó không xa. 10 năm trước khi mà Trung Cộng nó nộp cái bản đồ mà lưỡi bò, đâu ai nghĩ tới ngày hôm nay như thế này. 10 năm sau như thế này nè. Cái chuyện mà họ tung người qua mua đất, mua đai, mua chung cư, cài cắm vào trong tất cả cái vùng lãnh thổ Việt Nam như hiện nay đó, thì đó là một cái 10 năm sau, 20 năm sau, 50 năm sau nó sẽ như thế nào. Không phải chúng ta có những bờ, cái vấn đề bãi tư chính dưới đất và bãi tư chính trên bờ, chúng ta sẽ có những bãi tư chính ngay trên bờ, ngay các lòng của thành phố lớn Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng. Cho nên chúng ta khi mà đọc như vậy, quý vị, một số quý vị cùng chúng tôi mà đọc cái bài tin tức như thế này rồi đó, quý vị thấy là trên một số YouTube có người thì cho rằng là đã biệt đội tàu ngầm của Việt Nam ra quân này nọ, là máy bay ra bãi tư chính đánh lớn bãi tư chính, rồi là hạm đội 7 nhào vô. Tất cả đó là, xin lỗi thưa quý vị, đó là fake news. Bởi vì sao? Chúng ta biết là ngay từ trên xuống dưới một biện pháp, đó là lệnh của đảng, thì làm gì có cái chuyện biệt đội tàu ngầm nữa, máy bay su này nọ ra khơi. No, tất cả những thứ đó chúng ta chỉ có giỏi lắm tới bằng Nguyễn Tu Hằng là vài câu kiên quyết rồi lại kiên quyết ngồi xuống và kết thúc vở tuồng. Thưa quý vị, đó là tất cả những gì mà gọi là chiến lược Việt Nam bảo vệ biển khơi và đất nước. Xin trân trọng kính chào quý vị. Dạ vâng, thân ái kính chào quý vị. Cảm ơn.